Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái kỹ thuật dùng chân máy và các cái kỹ thuật chụp với chân máy và ứng dụng nó vào trong cái việc là xử lý ảnh cũng như là để mà chụp ảnh cho dịch vụ nghệ thuật như thế nào. Thì vấn đề đầu tiên là cái chân máy không thể thiếu cho các việc là chụp đêm, phơi sáng chậm. Như trong trường hợp này chúng ta thấy một điều á, nếu như chúng ta cầm tay chúng ta chụp để ISO cao 3200, tốc độ là 3 giây, khẩu là 5, mà cầm tay thì cái điều đương nhiên là nó bị ao như thế này và nó bị nôi hết toàn bộ. Trừ trường hợp các bạn cố tình muốn chụp ảnh trừu tượng như Picasso thì không nói, cố tình làm gì đó thì không bàn tới, nhưng mà giả sử mà để chụp cho hình nó chất lượng, cho đạt yêu cầu thì như vậy không thể nào ra hình được. Nếu như quý vị để 3200 mà quý vị để tốc độ á mà 40 cầm tay được, khẩu 5 á, thì quý vị thấy một điều nè, nó rõ hơn chút nhưng mà nó nôi hết, không thấy gì, đen thui hết, không ra chi tiết được, tại vì phơi sáng đâu có được đâu. Nhưng trường hợp nếu như chúng ta biết cách chụp khéo hơn, chúng ta để nè khẩu 14 nè, tốc độ là 55 ha, tốc độ 55 và ISO 100, chúng ta phơi sáng chậm thì hình mình thấy lung linh hơn nè, nó đẹp hơn nhiều rồi, bạn coi là lung linh hơn nè. Đó, những cái gì mà ánh sáng nó bắt thành tia hết, ta coi nè, bắt thành tia hết, ánh sáng lên lung linh huyền ảo. Và dĩ nhiên những chủ đề mà động đậy á mà không có ánh sáng á thì nó sẽ bị nhè đi, như cái người họ chạy tới giờ lui nó bị nhè. Còn như cái xe đó, nó phơi sáng lâu rồi nó rõ từng chi tiết một, nó rõ rất rõ rõ, và như cái đèn thế là nó thành tia, và xe chạy đó nó sẽ thành vệt. Đây là trường hợp mà chúng ta phơi sáng chậm nè, với cái âm 30 giây, cái này là âm 30 giây nè. Rồi giờ ta coi nè, đây là trường hợp thứ hai, cái tòa nhà nè nha, nó lên sáng hết mà coi rõ ràng nè, nét và sáng hết toàn bộ nè, rõ từng chi tiết một. Rồi như quý vị tiếp tục, quý vị xem như cái ảnh này thì mình phơi sáng á với cái tốc độ nó chậm nha, tốc độ chậm là 30 giây nè, mà khẩu 10 thì mình thấy những tòa nhà nó lên nét hết toàn bộ từ rất xa vẫn lên được. Đó là do mình phơi sáng chậm với cái khẩu nó đóng á, thì nó sẽ nét được chi tiết. Nhưng cái nữa, nếu như mình áp dụng thêm cái việc đó là dùng cái quay ba lăng cho nó âm lại á, thì hình nó sẽ xanh hơn, đẹp hơn. Thì đây chính là những cách mà chúng ta gọi là chụp đêm. Thì những cái vệt nào nó chuyển động như cái con tàu này nè, nó có ánh sáng nó chuyển động thì nó thành vệt, chuyển động mà có ánh sáng thành vệt, còn không nó không thấy gì hết. Thì đây chính là nó vẽ ánh sáng lên trên cái sensor của mình thôi, mình coi là từ xa nè. Thì đối với loại ảnh này thì chúng ta sẽ xử lý rất là dễ thôi, chúng ta sẽ cắt cúp lại để chỉnh màu và cho độ tương phản nó lên là coi như xong. Bây giờ cái ảnh này tôi sẽ làm như sau này nha. Với những ảnh chụp đêm như vậy thì mình sẽ crop ảnh lại theo đúng cái khổ mình mong muốn. Như hai trường hợp này tôi lấy cái khổ panorama nè, đây là panorama, cắt tới đây nè, như thế này, đây là như thế này. Rồi mình sẽ nhấn lại, chọn lại, đừng cho sáng quá, nó vừa phải thôi. Rồi bây giờ cái chỗ cái ánh sáng âm này nè, chỗ này là chúng ta có thể trộn thêm bằng cách là chúng ta dùng cái hiệu ứng là distoning, để cho những cái màu đen á thành ra xanh âm hết, thì mình kéo màu đen là shadow nè qua màu xanh này, mình kéo lên thì thấy nó xanh hết rồi, còn thấy nó xanh hơn nè. Phần đen nó ra xanh hết thì nhìn đẹp hơn. Phần đen của ảnh nó xanh hết đó, mình coi là bình thường nó vậy nè, bình thường nó vậy thì mình kéo cho nó xanh lên nè, nó xanh lên nhìn nó hay hơn nhiều. Phần đen nó xanh lên, nó xanh mà buổi tối nó hơi tím vậy nó mới đẹp nè. Xanh tím vậy nhìn nó mới đẹp, buổi tối xanh mà hơi tím vậy nhìn nó mới hay nè. Rồi tiếp theo mình chuyển về đây, mình chỉnh cái tông màu của mình á, buổi tối mình kéo này nó vàng quá nè, nó vàng lên thì nó xong đẹp, mình kéo cho nó âm xuống, âm về nhìn nó hay hơn. Trong âm nó có màu vàng nè, kéo nha nè, đó nó có vàng hơn nè, đẹp hơn nè. Rồi mình kéo phần shadow nè, phần black này cho nó tối xuống nè quý vị, cho nó tối xuống nhìn đẹp hơn nha, nó sẽ tối xuống. Rồi phần white cho nó sáng lên, rồi mình kéo phần clarity cho nó nổi lên khoảng cỡ 20, rồi vai bên khoảng cỡ 10, 20 đó. Mình thấy hình nó căng lên rất nhiều, mình cho độ nét lên tí nữa nè, như chỗ này kéo cho độ nét lên, detail lên. Đây là hình phong cảnh mà phong cảnh đêm nên ta chỉnh nó nét rất là căng. Rồi sau đó ta làm gì nữa, bây giờ ta chỉnh màu tiếp, chúng ta dùng cái những cái kênh này nè, huê là đổi màu. Bây giờ mình đổi màu nào, bây giờ chỉnh màu này mình kéo nha, kéo này nó ra màu này, mình kéo hơn tí nữa cho nó hơi xanh nữa. Rồi những cái vệt màu này là mình kéo lên nè, mình kéo là mất màu đi nè, nó tím hơn, nó xanh hơn nè, mình kéo cho nó hơi có màu chút. Và mình dùng saturation, mình tăng cường thêm những cái độ đậm của màu cho nó màu rực hơn nè, rực hơn nữa, lung linh hơn, nhìn thấy cảnh đêm nó lung linh hơn nhiều, màu này lung linh hơn nữa nè.
Rồi bây giờ mình dùng cái chỗ sáng tối này, luôn nên mình kéo nè, dụ chỗ này mình cho nó tối hơn, vậy là sáng hơn nè, vậy là tối hơn nè, đó mình cho nó tối hơn là kéo xuống. Những vệt nào cũng cho lung linh mình kéo lên, dụ như chỗ này cho nó sáng mình kéo lên, sáng lên này, sáng lên nè. Đó, sáng lên nữa, rực rỡ lên. Rồi như vậy bạn thấy chúng ta đã vừa chỉnh xong bức ảnh đêm, nhìn rất là huyền ảo, trong khi so ảnh gốc thì nó không bằng. Ta coi lại nha, ở đây tôi đặt là 01. Rồi ở đây tôi cho là hình gốc nè, vậy coi hình gốc. Đó, hình gốc mình thấy rõ ràng chưa, hình gốc. Nhưng mà qua khi làm mình thấy nè, nó ra nè, đẹp hơn nhiều. Thì đây là bức ảnh mà đúng nghĩa để khi mình làm xuất ra. Nhưng bây giờ chúng ta thấy là bức ảnh mà chân dung thì nó khác. Còn bức ảnh về ảnh mà gọi là phong cảnh á, mà nhất là chụp đêm mà có bóng nó sôi xuống dưới nước vậy nè, thì mình nên lấy cái đường chân trời ngay giữa, mặc dù đó là phá cách đó. Nhưng thật chất là đây là phá bố cục nè, mình lấy đường chân trời là những này là ngay giữa luôn nè. Mình cho xuống tí nữa cho nó ngay giữa, đúng ngay giữa luôn. Đúng ngay giữa luôn nha. Đó, ngay giữa cái hình luôn nè. Mình cắt khỏi cái này, cái này cái đốm này nó phá con mắt nhìn mình nè, cái này cũng vậy nè. Mình phá bớt những cái chỗ này đi. Cho tới đây thôi, thì mình lấy ngay đây ngay giữa nè. Cho đúng ngay giữa luôn. Rồi, đường chân trời ngay giữa cái hình luôn. Đây là cái kiểu phá cách đối với ảnh này, gọi là ảnh soi bóng. Soi bóng, rồi chúng ta lưu lại. Và tôi sẽ nói thêm bài tiếp theo là chúng ta giả tạo thêm cái nữa, ta sáng tác thêm là chúng ta cho nó lật bóng ngược của hình luôn. Cho lật bóng luôn. Rồi mình cho đây nha, hình thứ nhất là đêm Sài Gòn 1. Đây là kỹ thuật mà chúng ta chụp đêm và chúng ta xử lý nó cho hình nó lung linh. Bạn nhớ là sắc độ ban đêm nó phải xanh và nó màu lên rực rỡ vậy thì nó mới đẹp được. Rồi đây là tác phẩm thứ nhất. Bây giờ tôi qua cái vấn đề thứ hai là từ cái tác phẩm này tôi sẽ làm cho nó thành cái bóng ngược đổ xuống, lật ngược bóng lại. Bây giờ quý vị thấy một điều là cái hình đã đẹp rồi, nhưng mà cái những ánh đèn này nè, nó chiếu về cũng hay, nhưng mà mình muốn là nó ấn tượng hơn chút nữa là mình cho soi bóng nguyên cái tòa nhà xuống luôn, nguyên cái dải này xuống hết. Cái đó điều đó có thể xảy ra phải không, trong trường hợp là trời nó trong, hôm qua này trời nó ui quá không ra được. Do vậy chúng ta có thể giả được bằng cách như sau nè. Chúng ta sẽ lấy cái vùng chọn ngay đây, khoảng cỡ này nha, lấy hết chỗ này nè, lấy tới cái bến cảng này nè, cái gì chỗ này nè ha, lấy hơi rộng ra một tí nữa đi, tới đây, lấy qua tới chỗ này ha, nó hơi mất đây rồi thì mình sẽ lấy nè, lấy tới đây qua đây tí, chỗ này hay hơn nè, về cỡ này nè, cỡ này thành chân di lên, ta nhân bản cái vùng chọn mình lên một lớp nữa thì nó sẽ ra như vậy nè các bạn, nó ra thêm bản vậy. Thì cái bản này, bản trên này nè, chúng ta cần chân tê, chúng ta lật ngược nó xuống. Đừng có nắm kéo vậy, nó không có tốt đâu. Nắm kéo vậy cũng được, mà đều mất công đó. Mình lật cho nó chính xác theo đúng cái lệnh hơn. Cả chân tay là những phải chuột nè. Clip vertical, vertical là vậy nè. Vertical đang vậy là vậy. Còn horizontal là vậy nè. Lật ngang qua này, lật xuống là clip vertical. Nó lật xuống mà thấy không? Rồi mình kéo sát xuống đây nè. Kéo đây. Tự nhiên cái bóng này nó phải nhỏ hơn, nhìn nó phải thấp hơn. Nó soi xuống nó phải thấp hơn, nó tới ngay cái chân này nè. Mình cho chỗ này nha, tới ngay chân này nha, ngay đây nè, giờ ngay đây đi, mình thấy là nó lật xuống rồi, mà thấy rõ ràng chưa? Như bây giờ mình thấy nó thật quá, mình mới cho nó mờ xuống dần mới hay, mờ xuống thì chúng ta sẽ chọn đây nha, chúng ta cho nó mặt nạ nè, thì chỗ này nè, bạn sẽ cho nó sao, hơi giảm xuống một chút. Và đồng thời chúng ta đừng có cho nó rõ như vậy, nó rõ và nhìn nó giả, càng xuống sâu thì nó phải càng mất dần thì mới đúng. Thì vậy mình chọn chỗ này nè, bên đây nè, mình dùng công cụ radian ở đây, chỗ này radian và chọn màu đen nè. Nếu giả sử nó ngược màu trắng vậy nè, nếu nó không phải dày nó là dày thì cũng phải chọn lại như sau nè, cho màu đen lên trên và chọn đây, quý vị chọn là từ rỗng sang. Rồi mình kéo nha, mình để ngay chỗ màu đen này nè, mình kéo dần lên vậy nè. Mình thấy không, mình đang cho cái tòa nhà nó giảm dần xuống, nó hơi sôi tí xíu vậy thôi nè, nhìn nó hay hơn cái nãy là sôi cái nó giả quá. Mình coi vậy nó giả hơn nè, vậy nó thật hơn nè, nó còn cái tia sáng thật lung linh xuống đây. Rồi với cái nữa nha, cái nước cái mình thấy nó hơi lung linh thì không có cớ gì mà nó rõ vậy được. Như vậy mình phải chọn qua bên đây, mình cho cái hiệu ứng nước lung linh bằng cách mình vô đây cho nó phần là
styline nè, bạn cho nó cái phần chức năng là nó nước á, nó lung linh ha. Thì mình đã chọn vô chỗ là đây distort nè, cho nó là ripple là hiệu ứng của sóng nước, ripple sóng nước mình chọn đây, cho nó hơi lăn tăn một tí. Đây chúng ta coi nè, nó hơi lăn tăn tí nè, ở đây mình cho là small nó nhỏ nè, medium nó lớn nè, medium là trung bình nè, còn lạc là lớn nè, cho cỡ này nha, cho nó hơi lung linh tí xíu nè, hơi lung linh small đi, nó hơi lung linh vậy nè, nó lăn tăn vậy, nó hơi nhiều quá đúng không, vậy là hơi quá nhiều rồi, giảm lại nhiều quá, giảm lại cho nó lăn tăn tí xíu thôi. Hơi nhẹ vậy thôi nè, hơi nhẹ xíu vậy thôi. Đó, nhẹ nhẹ vậy là được nè, nhiều quá là mất hay. Thì giống như nó xuống nước nó hơi lung linh. Nhưng muốn cứu lại 50% thì mình cho đây nè, fade ripple cho 50 thôi. Nó 50 của cái nãy thôi. Như vậy thì cái hình mình nó sơ bóng vậy nó đúng hơn. Nhìn nó đẹp hơn, giờ thấy nó ấn tượng không? Nó đẹp hơn là nếu mà không có cái bóng đổ vậy. Mình kỹ nếu không có bóng vậy nó mất hay nữa không? Có bóng thì nhìn nó đã hơn nè, nhìn nó có vẻ nó huyền ảo hơn. Giống như nó sôi xuống. Thì đây chính là cái chiêu mà chúng ta làm ảnh kỹ thuật, chúng ta có thể dùng thêm cái kỹ thuật này nữa cho nó lung linh.